1, 2. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay ngày 29 là ngày lễ quốc khánh của nước Việt Nam. Không biết hôm nay các bạn có hoạt động gì? Hãy để lại một bình luận bên dưới video để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Riêng mình thì mình ở một cái vùng quê của Việt Nam, và cái khu vực của mình thì có mưa lai rai, nên mình và một số người thân thì tổ chức nấu ăn cái món ốc nhảy này. Các bạn muốn luộc mà không bị thụt vào trong thì các bạn phải chờ nước thật là sôi, các bạn đổ vào thì cái đó giống như lúc này, thì những cái phần cái đây không có biết gọi là cái phần gì, hay là mình tạm gọi là cái phần chân đây, cái chân nó lòi ra ngoài, nó đẩy để nó trốn khỏi nước sôi, vì vậy nó sẽ lo lên ngồi, vậy chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta lấy hơn. Các bạn nghĩ sao về món thịt nướng này? Mình thấy thiệt là hấp dẫn, rất là vàng và mùi rất là thơm. Thử thứ chưa chưa? Đây là sợ chưa, không biết chín chưa. Nhưng mà nhìn ngon. Nhìn ngon rồi đấy. Đây là cái màu nó vào lên vàng ươm mà. Chết. Ồ vậy hả? Là ăn tốt không bị xe mà nên vừa đẹp mắt. Đẹp mắt. Bỏ thêm xíu mì cho nó là y bài luôn này. Nhiều lắm, cái này tháng nữa hả? Nữa mì. Nhiều bên đó. Còn rác cái này hoài không hết, màu trăm thao đợi mình lộn lên, cho như kia cũng có luôn. Đỡ lên. Để nha. Ở vùng quê cũng khá là thú vị. Ăn xong mình cùng đồng bọn thì đi ra ruộng chơi, bắt chuồn chuồn, bắt cua rồi chơi. Và đây mình phát hiện một con chuồn chuồn, và bây giờ mình sẽ bắt cho các bạn xem. Cô này kia, con cô này chiến đấu cầm cỏ đi. Này kia cho cầm cỏ đi, chiến đấu không?